thế hệ kế tiếp sắp xuất hiện. Họ giỏi hơn, hệ số cản thấp hơn 2%, mạnh hơn, lực ép lốp xe tăng 5%, nhanh hơn, tốc độ tối đa cao hơn 1,2%. Mua hè này. Hãy sẵn sàng đón làn sóng mới. Thêm tốc độ, thêm mã lực, thêm tất cả mọi thứ. Mặt quý đang trượt bánh. Trượt bánh rất nhanh. Từ Disney và Pixar, cậu sẽ không bao giờ trở lại đỉnh cao ngày xưa. Cậu không thể quay ngược kim đồng hồ, nhóc à. Nhưng cậu có thể lên dây cót cho nó một lần nữa. Đại đi, đại đi, đại đi, đại đi. Caspa, Vương quốc xe hơi 3, dự kiến khởi chiếu 11 tháng 8 2017.